Xin có đôi lời về xin mời đọc chị. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo, các vận động viên và cùng toàn thể anh em bạn bè, giải đấu năm nay trường Việt Úc cũng như cái câu lạc bộ Việt Úc rất là vinh dự được đăng cai là thứ nhất, mà cũng rất là vui mừng vì có đến 26 đội trong địa bàn thành phố Vinh cũng như phụ cận tham dự. Phải nói là rất là vui thì thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, thay mặt cho câu lạc bộ bóng đá lưới Việt Úc xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vận động viên các đội bóng, đặc biệt là cảm ơn các nhà tài trợ Dược Bình Định Bidifa, công ty Sông Lam, công ty Rèn Mạnh Hoàng Quân và công ty 16 phút, công ty An Phú Hưng và công ty Bia Sân 7 và nhà hàng Dê Nghi Lâm cũng như là các bạn bè doanh nghiệp cũng đã ủng hộ tài trợ giải. Thay mặt cho nhà trường, thay mặt câu lạc bộ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý vị. Và giải đấu hôm nay đã ghi nhận nhiều cái trận đấu rất hấp dẫn, khán giả đến rất đông mặc dù trường là nằm ở ngoại biên thành phố. Và chúng tôi tin tưởng rằng đây cũng là một cái tiền đề để cái giải đấu nhân dịp 20 tháng 11 các năm tới thể là thường niên. Và cũng qua đây thì thay mặt cho lãnh đạo nhà trường cũng như câu lạc bộ xin gửi lời chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn cũng như là các vận động viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau cái buổi này thì khoảng 6 giờ kém 15 thì kính mời quý vị đại biểu cũng như các bạn bè khách quý di chuyển sang nhà hàng Dê Nghi Lâm cách đây khoảng 200 m để tham dự chung vui cái buổi tổng kết cùng câu lạc bộ cũng như các cái câu lạc bộ với nhau. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình và tình cảm của đồng chí chủ tịch. Sau đây thì kính thưa quý vị đại biểu, thì qua hai ngày thi đấu thì cũng đã tìm ra được các nhà vô địch về giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Sau đây tôi xin công bố giải phong cách. Xin mời đội câu lạc bộ Làm Đỏ xin mời lên để nhận giải phong cách, nhận huy chương. Xin mời đồng chí Toàn, chủ tịch câu lạc bộ của thành phố, xin mời đồng chí lên trao huy chương cho giải phong cách. Đoàn Lâm Đỏ lên cả, có ai ở đây thì chúng ta lên để cùng tập hình lưu niệm. Vâng, xin cảm ơn các chị và cũng như là các vận động viên của Lâm Đỏ. Chúng tôi xin chúc mừng đội thành phố Vinh 2 đã đạt giải 3. Xin mời đồng chí chủ tịch câu lạc bộ bóng lưới Việt Úc Phan Trọng Hồng lên trao giải 3 và huy chương cho đội thành phố Vinh 2. Xin mời các đồng chí. Các bạn đồng hành lên trao giải 3 cho đội thành phố Vinh 2.
xin chúc mừng đội đạt giải ba thành phố Vinh Hà. Xin chúc mừng các đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch câu lạc bộ Bóng Lần Việt Úc. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Minh Tiến, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải nhì cho đội đạt giải nhì thành phố Vinh Một. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin mời ông Phan Minh Tiến lên trao tiền giải thưởng và huy chương cho đội đạt giải nhì. Xin chúc mừng đội đạt giải nhì thành phố Vinh Một. Chúng ta cùng đang khởi tay để chúc mừng các đồng chí. Xin rất cảm ơn đồng chí Phạm Minh Tuấn. Vâng, và thưa các quý đại biểu, các vận động viên, sau 3 năm thành lập, năm 2019. Thì câu lạc bộ Bóng Lưới Việt Úc đã được bao nhiêu giải đấu, bao nhiêu khát vọng, thì đến hôm nay quả đã chín và chúng ta đã được hải vào trong tay. Chúng ta xin chúc mừng các vận động viên câu lạc bộ Bóng Lưới Việt Úc. Tuy rằng chúng ta đưa ra nhiều nhưng mà thi về như thế là cũng tiếp về đến để tham dự, nhưng mà đến đội tuyển tham dự, nhưng mà chúng ta vẫn có một đội vô địch. Đó là cũng chúc mừng thành quả và tập luyện của các đồng chí trong một thời gian qua. Bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Minh Tuấn, trưởng ban tổ chức giải, lên trao giải nhất cho đội câu lạc bộ Bóng Lưới Việt Úc Một. Xin trân trọng kính mời các vận động viên. Chúng ta không bất ngờ vì tưởng đây là chủ tịch liên tao, nhưng mà chủ tịch là cũng là một vận động viên, cho nên chủ tịch cũng được nhận huy chương và nhận đức. Xin mời các đồng chí, các vận động viên. Xin chúc mừng câu lạc bộ Bóng Lưới Việt Úc đã vô địch vận cúp. Chúng ta cùng với ta là chúc mừng, xin chúc mừng câu lạc bộ Bóng Lưới Việt Úc. Chúc mừng các vận động viên đã nỗ lực để chúng ta giữ cúp lại cho Việt Úc. Xin chúc các đồng chí. Anh Thuyết không phải là vận động viên nhưng anh cũng là một tổng tài rất năng nổ trong anh ngày hôm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Cũng như các quý vị đại biểu, các vị thư ký, thì trong hai ngày thi đấu giải bóng lửa trên các lưới của câu lạc bộ Việt Úc lần thứ nhất,
Dũng Mạnh, chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn các quý trọng tài đã làm việc hết công sức để làm công minh cho trận đấu. Cảm ơn ban truyền thông đã đưa tin cập nhật liên tục về giải đấu của chúng ta năm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí vẫn luôn